Kính thưa quý vị và các bạn, khi diễn viên Mai Phương qua đời thì bạn trai là Phùng Ngọc Huy cũng bị ảnh hưởng công việc ở Mỹ. Hợp tác kinh doanh với một dịch vụ, Phùng Ngọc Huy buộc phải dừng công việc vì bị dân mạng lăng mạ, chửi bới ngay trên trang chủ của công ty. Giữa thời điểm khán giả đang tiếc thương sự ra đi của diễn viên Mai Phương sau hơn một năm chống chọi ung thư phổi, một bộ phận cộng đồng mạng đã có những hành động cực đoan nhắm vào bạn trai cũ của nữ diễn viên tên là Phùng Ngọc Huy. Theo đó, rất nhiều khán giả trách móc hành động vô tâm bỏ mặc Mai Phương và bé La Vi, con của hai người vào 7 năm trước. Thậm chí, một số khán giả còn vào tận trang chủ công ty thẩm mỹ viện mà anh hợp tác quảng cáo để lăng mạ, chửi bới, khiến Phùng Ngọc Huy phải dừng công việc của mình để tránh ảnh hưởng đến công ty. Theo chia sẻ của chủ tài khoản Jenny Trần, hàng tháng Phùng Ngọc Huy luôn chu cấp đầy đủ cho mẹ con của Mai Phương. Mới đây, chủ thương hiệu Phùng Ngọc Huy đang hợp tác đã có một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, lên tiếng bênh vực nam ca sĩ giữa sóng gió dư luận. Theo chia sẻ của chủ tài khoản này, từ khi chia tay Mai Phương, Phùng Ngọc Huy không hề bỏ mặc hai mẹ con như khán giả đã nghĩ mà luôn hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Ở Mỹ, mỗi tháng anh liên tục gửi quà và tiền chu cấp cho bé La Vi về Việt Nam cho Mai Phương trang trải. Chính người này từng trực tiếp về nước trao tận tay cho Mai Phương. Những việc làm này Phùng Ngọc Huy chưa từng lên tiếng với báo chí, khiến khán giả không hiểu, luôn oán trách anh trong suốt thời gian qua. Cũng theo chủ tài khoản này, Phùng Ngọc Huy và cả Mai Phương thân thiết với nhau. Cô cũng cho biết một trong những lý do Mai Phương ngã bệnh là bởi lao lực làm quá nhiều. Về phía Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ cũng chật vật ở trên đất Mỹ để có thể chu cấp, lo lắng đầy đủ cho bé La Vi. Hành động thiếu văn minh của một bộ phận khán giả đã khiến Phùng Ngọc Huy buộc phải dừng lại công việc của mình để tránh ảnh hưởng đến công ty anh quảng cáo. Các thương hiệu anh hợp tác cũng đều phải hủy với nam ca sĩ để tránh những rắc rối mà dư luận mang lại. Cuối dòng trạng thái, chủ thương hiệu chia sẻ: ước nguyện của Mai Phương khi còn sống là mong con gái sớm được về với bố. Cô cũng mong muốn rằng khán giả hãy ngưng chửi rủa Phùng Ngọc Huy và tỉnh táo nhìn nhận lại sự việc vì cuộc sống và tương lai tốt đẹp của bé La Vi sau này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.